Thì cái chủ đề ngày hôm nay thì Hậu muốn chia sẻ với anh chị về những cái bí kíp để giúp cho anh chị kiểm tra được cái chất lượng ngôi nhà trước khi mình quyết định mình mua. Tại vì ngôi nhà thì được xem ví như là một cái tài sản của mình. Một ngôi nhà giống như là một cái chỗ mình sau những ngày nghỉ, sau những ngày làm mình đi về có chỗ để nghỉ ngơi ha anh chị ha. Thì sau đây chính là những cái bí kíp mà Hậu muốn chia sẻ với anh chị. Chị đợi ông một xíu nha, ông sẽ chia sẻ cái đường link này lên một số trang group để cho tất cả những anh chị được biết tới. Hiện tại có rất nhiều câu hỏi, anh chị có rất nhiều câu hỏi inbox riêng hỏi cho Hùng. Rồi, xin chào Hoàng Thái nha. Những anh chị em này có đang cái nhu cầu cùng cái nhu cầu về cái chủ đề ngày hôm nay thì mọi người cứ đặt câu hỏi lên tay thì Hùng chia sẻ Hùng thấy thì Hùng sẽ hỗ trợ anh chị luôn nha. Thì cái chủ đề ngày hôm nay thì Hùng muốn chia sẻ với anh chị đó là cái cách mà kiểm tra cái chất lượng của một ngôi nhà trước khi chúng ta đi mua nhà, đúng không ạ? Thì đối với 90% người mua nhà, việc kiểm tra chất lượng luôn luôn là một cái sự thách thức, bởi không phải ai cũng có những cái kiến thức về mảng xây dựng, đúng không ạ? Thì dù là dự án nhà ở với quy mô lớn hay là nhà đơn lập hay là song lập thì việc đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng thực sự là rất là khó khăn anh chị ha. Thì mặc dù vậy thì hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ với anh chị về một vài cái bí kíp, một vài cái phương pháp để giúp cho anh chị kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo chúng ta sẽ tối ưu hóa nhất những cái rủi ro mà chúng ta có thể là gặp phải. Chẳng may chúng ta mua phải những cái ngôi nhà mà kém chất lượng, thứ nhất đó là chúng ta phải kiểm tra cái chất lượng đất và cái thổ nhưỡng đất đó. Đất đó trước đây là đất gì? Có phải là đất thủy sản, đất đầm, đất đìa, đất ao, đất hồ, đất ruộng, vân vân. Thì khi mà chúng ta đến mua nhà, chúng ta cố gắng kiểm tra cái chất lượng, cái loại đất ngôi nhà được xây dựng. Chúng ta có thể là hỏi chủ, chúng ta có thể là hỏi hàng xóm hoặc là những người đã sinh sống ở đây cách đây lâu năm rồi về cái nguồn gốc đất đây là như thế nào. Chất lượng đất có thể là khác nhau tùy là khu vực, tùy từng nơi, và nó chính là một trong những cái yếu tố quyết định đến độ bền vững về cái móng của ngôi nhà đó nha anh chị. Một số loại đất như là đất sét này, đất sét này và đất đen nhiệt đới này không phù hợp cho việc xây dựng các công trình cao tầng đó. Cho nên theo nhiều chuyên gia những loại đất như vậy á có xu hướng trương nở co lại tùy thuộc vào cái độ ẩm và nước, đúng không chị? Nếu như mà anh chị trước đây đã từng chơi đất sét thì anh chị có thể hình dung ra rồi, là đất sét thì sẽ độ trương nở sẽ thuộc vào là cái độ ẩm và cái nước, đúng không ạ? Đó là thứ nhất là xác định cái nguồn gốc của cái lô đất đó. Và cái thứ hai đó là đánh giá cái thiết kế của cái kết cấu. Nếu như mà anh chị mua vào những cái ngôi nhà về cao tầng, những ngôi nhà mà sang trọng á, thì trước khi anh chị đầu tư á, thì anh chị hãy cố gắng xem cái bản vẽ thiết kế kết cấu của cái ngôi nhà đó như thế nào, thì chúng ta sẽ nắm được cái sơ đồ, chúng ta sẽ nắm được cái chất lượng đó ngôi nhà xây dựng khi nào và sẽ xây dựng những cái tiêu chuẩn chất lượng ra sao đó. Thì một người bình thường á, có thể sẽ cảm thấy rất là khó khăn trong việc đánh giá và sự hiểu biết về kết cấu của một ngôi nhà. Do đó chúng ta có thể thuê một chuyên gia để xác định cái độ bền của tài sản. Một tài sản bền vẫn phải có khả năng chống động đất này, rồi cháy nổ này, có những cái đường thoát hiểm nếu như chẳng may gặp những cái sự cố, vân vân. Và cái thứ ba là kiểm tra độ dày của tường, chúng ta hay gọi là tường 10 hay là tường 20. Thứ nhất là cái độ tường là độ chống ẩm này, chống thấm này, có thể là chống được nhiệt độ hay không này, thì chúng ta phải lưu tâm nha. Trước khi mua một ngôi nhà, chúng ta nên kiểm tra độ dày của tường. Để thực hiện điều này thì chúng ta có thể là đi xung quanh ngôi nhà và kiểm tra, nhấn vào bất kỳ chỗ nào trên cái bức tường đó. Trong trường hợp chúng ta thấy các vết lún xuống sâu khi kiểm tra thì điều có nghĩa là hỏi về cái hỗn hợp bê tông được sử dụng trong quá trình là xây dựng. Ngoài ra chúng ta có thể là gõ vào tường bằng các đốt tay thì để kiểm tra độ mỏng, độ rỗng, hoặc việc sử dụng ván ép bên trong tường. Nhiều công ty thường sử dụng các bức tường bằng ván ép để gia cố sức mạnh cho cấu trúc. Tuy nhiên việc sử dụng gỗ như vậy thì bị ảnh hưởng bởi mối nếu như chúng ta không bị xử lý một cách là triệt để và một cách là đúng cách. Và cái thứ ba đó là kiểm tra về cái chất lượng sơn. Sơn là một trong những cái yếu tố rất là cực kỳ là quan trọng nha anh chị. Bên cạnh là cái yếu tố thẩm mỹ về là mỹ quan rồi, sơn nó sẽ là sơn chống thấm hoặc chống nhiệt. Hiện tại theo công nghệ mới nhất của sơn thì sơn có khả năng là chống thấm này, chống nhiệt này,
rồi vân vân. Khi xem tài sản trên các trang web về bất động sản á, chúng ta hầu như không thấy cái được vết nứt. Tuy nhiên, ngay cả một vết nứt nhỏ cũng có thể là cho thấy chất lượng của loại sơn được sử dụng trong ngôi nhà. À, trên thực tế á, việc không được kiểm tra thường xuyên có thể là xem các vết nứt trên tường, và số lượng các vết nứt này sẽ tăng lên theo thời gian. Nha chị, đúng rồi, trong quá trình sử dụng, đúng không ạ? Nếu như mà một ngôi nhà sử dụng trong một thời gian khá lâu thì chúng ta sẽ bị vết nứt do là sự co giãn nở của vật chất. Rồi trong quá trình sử dụng có thể là chúng ta sẽ bị gõ này, rồi các trẻ em vui chơi đồ gõ vào tường, gõ vào sơn, đúng không ạ? Thì ngược lại, việc sử dụng những loại sơn không tốt á, thì không chỉ giúp cải thiện những loại. Ngoài ra, ví dụ như chúng ta nếu như mà một ngôi nhà mà sử dụng những loại sơn tốt á, thì chúng ta có thể là chống va đập, chống va. Anh chị đợi hôm xíu, có một cái câu hỏi. À, có một câu hỏi rất là hay, cái loại sơn mà trong quá trình Hùng đang chia sẻ á, đó là sơn, nếu như mà dùng sơn loại tốt á, là không chỉ giúp cải thiện về tính thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn tăng tuổi thọ của các bức tường. Tiếp theo đó là kiểm tra về cái độ gia dụng nha anh chị. Các đồ gia dụng là trong sơn nồi này, bếp ga này, tivi này, tủ lạnh này, vân vân. Cách tốt nhất để đánh giá những cái chất lượng như là đồ gốm sứ, vệ sinh, các phụ kiện như là bồn cầu, chậu rửa, rửa mặt, vòi hoa sen là kiểm tra cái tổng thể nha anh chị. Chúng ta sẽ yên tâm hơn nếu như chúng ta kiểm tra trước về cái chất lượng, phụ kiện và đồ gia dụng được đảm bảo, đúng không chị? Và cái cuối cùng đó, đó là nếu như mà thật sự anh chị không biết, không rành về quá, thì chúng ta nên bỏ ra một ít phí, chúng ta thuê một cái chuyên gia về, họ sẽ kiểm định cái chất lượng này cho anh chị và giúp giảm thiểu cái rủi ro này cho anh chị. Thì Hùng hy vọng với những cái phương pháp mà Hùng muốn chia sẻ với anh chị thì giúp chị, cho anh chị giảm thiểu bớt những cái rủi ro đó trong quá trình mà đi mua nhà. Thì một lần nữa thì Hùng hy vọng với những cái chia sẻ của Hùng sẽ giúp cho tất cả những anh chị thêm được những cái kiến thức, thông tin trong quá trình mà anh chị đi mua nhà, giúp cho anh chị một ngôi nhà an cư lập nghiệp. Rồi một lần nữa thì Hùng xin kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay tại đây. Một lần nữa thì nếu như quý anh chị có muốn tìm hiểu về nhu cầu về thị trường bất động sản, hoặc có muốn nhu cầu về tìm hiểu về những các công cụ liên quan đến vấn đề về xây nhà, giấy phép xây dựng, vân vân, thì có thể kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349. Thì Hùng rất hân hạnh được chia sẻ tới với tất cả anh chị. Xin chân thành cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị.